Em tên là Bích Quyên, năm nay em 30 tuổi. Em làm về graphic design. Em có một bé gái là 5 tháng. Dạ, Năm ở nhà tháng gọi là bé Bơ. bé bơ Dạ. bé bơ 5 tháng thì mình quay ngược lại, đó là thì cái tin mang bầu em bé này đã đến với em như thế nào? Dạ, thật ra là hai vợ chồng em là chưa có cưới nhau. Dạ, tụi em là từ khi quen rồi sống chung với nhau là 5 năm. Thì trong khoảng thời gian đó tụi em vẫn chưa có quyết định có em bé. Vẫn đang trong cái đà mà phát triển sự nghiệp. Thì xong rồi có nhiều cái vấn đề gây gổ lẫn nhau. Tại tụi em có một cái trạm cứu hộ chó mèo. Dạ. Thì phải cưu mang rất là nhiều chó mèo rồi dọn dẹp, nên nhiều khi gây gổ rất là nhiều. Thì lúc đó là giận nhau rồi ảnh bỏ đi 1 tháng. Xong rồi ảnh lại quay lại, ảnh khóc lóc, ảnh nhớ mấy đứa nhỏ ở nhà, mấy chó mấy đứa nhỏ là mang mèo nha, mèo mang mèo nha, dạ chứ không nhớ đứa lớn. dạ tức cũng có chứ. Chị hỏi kỳ quá à. Thì phải hỏi cho nó ra chuyện. Dạ, xong rồi cái quay lại với nhau thì vừa quay lại với nhau thì là dính luôn. Là làm sao mà mình nghĩ là mình đã có em bé rồi? Dạ thật ra là hồi trước em hút thuốc, em hút thuốc rất là nhiều. Thì cái thời điểm đó là em không nghe được mùi thuốc lá, mà cà phê em cũng chả uống được. Với lại hồi xưa em thích ăn phở, kiểu như ngày nào cũng ăn hết đó. Nhưng bây giờ em nghe là em muốn nói, em không không ăn được. Thì em mới quyết định là em đi mua que. Ra đúng là 2 vạch. Nguyên như vậy thì lúc đó cảm giác của em sao? Lúc đó thì em ngồi bất động hả chị? Dạ. Lúc em nhìn thì em nghĩ cái gì? Ổng mới đi rồi, có chắc ổng đi nữa hay không? Đúng rồi. Xong rồi hồi em ngồi em nghĩ, thôi giờ cổng có đi nữa thì ít nhất cũng còn lãi đứa con. Trời hay quá Nguyên ơi, rồi sao em? Em mới chụp hình em gửi Facebook á cho ảnh. Xong cái ổng lật đật ổng gọi điện lại. Ủa vậy là có rồi đó hả? Em mới nói ừ thì có rồi đó, cùng nhau nuôi không, còn không thì tôi tự nuôi. Trời ơi, bà rất là khí khái anh hùng. Dạ, Chứ sao nuôi không? Không nuôi tôi một mình. Nói trước luôn để tính. Cái phản ứng của anh á, nó có nằm trong cái kỳ vọng của em không? Nó có làm cho em cảm thấy hụt hẫng hay gì với cái phản ứng ngược lại của anh không? nói thì nuôi chứ con mình mà là phải giữ. Lúc đó có ai đồng hành cùng với hai bạn không? Dạ không, dạ tụi em không muốn chia sẻ. Tại sao? Tại gia đình em là cũng gọi là khá giả. Thì gia đình ảnh thì phức tạp, thì mẹ em không chấp nhận ảnh. Em mới bỏ nhà đi theo luôn. Dạ, là lúc đầu đi là 2 đứa tay trắng hoàn toàn đi, rồi từ từ dựng sự nghiệp lên. Ngay lúc đó em có, thì ảnh hỏi là có báo về cho mẹ em biết không. Em nói không, không báo. Nếu mà về có thể mẹ sẽ bắt bỏ, cho nên em nói nếu có báo thì sẽ đợi phải thai nó lớn. Thì lúc khi đó không thể nữa, không thể bỏ nữa. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua Fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Rồi sau đó thì cái thai kỳ của em nó như thế nào, khi mà mình có một cái gọi là có một cái lịch sinh hoạt trước đó thì nó cũng khá là tổn hại đến các cái chỉ số sức khỏe của em bé? Vì là chưa có sự chuẩn bị cho nên là tụi em vẫn còn ở một cái nhà dạng nhà nhỏ. Thì lúc thời điểm đó là ảnh cũng phải ráng cày, lúc ảnh cày là 12 tiếng một ngày. Dạ, để có dư tiền ra mà tụi em chuẩn bị một cái nơi mới đón đứa bé. Em ở nhà em vẫn phải chăm tụi nhỏ, chỉ có điều là em phải kỹ càng hơn, ví Đúng rồi. dụ như là em phải đeo bao tay rồi khẩu trang, với lại Nhiều chùm thứ. kể cả áo mưa mà mặc một lần á, để hạn chế những cái vi khuẩn. Giờ nó có cái vấn đề gì rủi ro xảy ra không? Khoảng 5 tháng thì mới phát hiện ra là bé nhà em bị tim bẩm sinh. Dạ, bác sĩ nói là có thể là phải dừng thai kỳ. Đến mức phải dừng thai kỳ. Dạ. Là bị phì đại cơ tim toàn bộ. Mà cái bệnh đó rất là hiếm. Lúc đó em trong phòng siêu âm thì em nghe là em bị rụng vùng tay chân luôn. Kiểu như tay chân nó bị rung rẩy luôn. Em không có biết là phải làm như thế nào hết. Thì em mới ra em báo cho anh. Thì ảnh lúc đó là ảnh cũng bị bàng hoàng luôn. Là mình vượt qua được cái cú sốc đó như thế nào? Bác sĩ có kêu chọc ối, nhưng mà ảnh nghe là chọc ối nó có thể ảnh hưởng tới em bé lẫn người mẹ, nên ảnh nói là không, bây giờ mình cứ quyết định là mình lạc quan, mình giữ đứa nhỏ lại thôi. Tụi em chỉ nghĩ đơn giản là bé nó vẫn đang đạp trong bụng, em cảm nhận rất là rõ ràng. Thôi nó khó chịu cái gì, nó muốn cái gì, kiểu như em cảm nhận được hết. Cho nên em nghĩ là không thể nào mà mình bỏ được. Con chó, con mèo mà tụi em cứu nhiều khi nó
lên lớp này đồ nó hấp hối luôn, nhưng mà tụi em vẫn cố gắng hết sức để tụi em cứu nó cho bằng được. Thì tại sao con mình mà mình tước bỏ đi cái cơ hội cho nó? Rất là hiểu và đồng cảm với tâm trạng của bạn. Nhưng mà phải có cơ sở, Lan thấy không? Dạ. Chính những cái hoạt động trong cuộc sống của chúng ta, mặc dù đôi khi liên quan tới nuôi dạy con hết, nhưng nó chính là những cái chất liệu để khi mà bạn thực sự trở thành cha mẹ, bạn sẽ luôn có những cái ứng xử nó cực kỳ là thuyết phục và bạn vững tin vào cái quyết định của mình. Với lại có một điều như thế này mà em thấy đúng là chỉ có những người làm mẹ mới có thể cảm nhận được, đó là một cái sợi dây liên kết giữa mẹ và em bé trong bụng. Rõ ràng nếu như lúc đó mà không có những cái cú đạp đó giống như là thể hiện một cái lời nói đó. Là mẹ ơi con muốn sống, mẹ ơi con muốn sống. Với lại giống như là em bé nó thương ba nó nhiều hơn từ trong bụng rồi đó chị, ảnh chở em cảm giác được cái lưng của ba nó là nó xe đạp với tay hết mức ra để nó rào cái lưng ba nó. Dạ, thương quá. Dạ. Làm cho tôi rất là xúc động luôn á. Dạ. Cho nên toàn bộ cái cử động của con là mình hầu như là mình ngấm một cách rất là trọn vẹn, mà ba nó thì cũng thấy được cái sự liên kết mà nó đang cố gắng. Tại vì ba bé rất là thương, ngày nào đi làm về là cũng sẽ rờ bụng nói chuyện với con vậy. Rồi trong cái quá trình mang bầu mình có thay đổi về tính tình không? Dạ có chị. Trước đó là em đã rất là khó tính, nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ. Có bầu là em còn khó hơn. Rồi cái lúc mà có bầu rồi có cãi lộn không? Dạ có. Thường tụi em cãi nhau hay kêu mày tao, nó mày đi đi, một mình tao nuôi con được rồi, kể tao đi. Nói tao không đi làm gì được tao. À cái đoạn mà chưa có con thì không đuổi vẫn đi, còn cái đoạn này là đuổi vẫn không đi. Rồi vậy thì coi như là cũng có nhiều những cái xô lệch trong mối quan hệ với hai bên. Theo em thì nó có làm cho tinh thần của mình bị ảnh hưởng trong thai kỳ không? Dạ lúc đó tinh thần của em cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tại vì có hai đứa mà anh đi làm suốt ngày, nhiều khi em rất là tủi thân. Có những lúc mà em nghe nhà hàng xóm có ba, có mẹ này nọ, mấy đứa nhỏ mà nói chuyện cười giỡn, khi tự nhiên em ngồi khóc ngon lành luôn. Nôi em bé hay là quần áo tụi em không mua. Lúc đó là 50-50. Em không phải tiếc tiền. Em thật ra là rất là thực tế. Nếu mà con mình ra mất thì những cái đồ dùng đó nó sẽ là một cái rất là ám ảnh, nỗi đau. Dạ cho nên là em quyết định em không mua. Nếu con mình ra sống bình thường thì em sẽ mua sau. Trời ơi bà tỉnh trân vậy trời. Nếu như một người khác người ta nói là tụi này nó không đau, nhưng mà chị nghĩ đó là tận cùng nỗi đau Lan. Đúng rồi chị, tận cùng nỗi đau đó là tôi gọi tên nỗi đau, tôi mân mê cái nỗi đau đó luôn. Thì cái ngày mà em bé nó thôi thúc em để mẹ ơi con chào đời nhen, thì em cảm nhận sao? Có một ngày bình thường buổi sáng. Lúc đó gia đình biết chưa? Dạ biết rồi. À. Là buổi sáng đó ảnh đi làm thì em có thấy ra nước ối với bung nước nhảy, nhưng mà em không thấy đau bụng. Em có nói với ảnh là hình như nước ối nó ra đó anh. Thì cứ nửa tiếng là ảnh lại gọi điện một lần thôi. Em có đau bụng không? Em có bị gì không? Không sao, cứ đi làm bình thường đi. Tới chiều ảnh về, cái ảnh em mới nói giờ đi khám đi. Lúc đó tụi em khám tư. Thì bác sĩ nói ủa sao giờ này chưa nhập viện nữa? Em đi ra ảnh ngồi cà phê kế bên cái chỗ đó luôn á. Anh bác sĩ kêu nhập viện nè. Cái ông, ủa vậy luôn hả? Ảnh mới lật đật một hai chạy chở em vậy, vô là không có chuẩn bị gì hết luôn. Sáu hai cái thân đi đẻ không có cái gì luôn. Em bắt đầu là hơi đau bụng là cứ 15 phút một lần nữa, là lúc đó là khoảng 7 giờ tối. Trong cái giai đoạn đó thì em có đưa cái hồ sơ của thai nhi, thì bác sĩ cũng kiểm tra, nói với hai vợ chồng là không có chắc là ra đời là còn sống đâu. Không có chắc, không có chắc là ra đời là còn sống đâu. Rồi em cứ đón nhận tin từng chập vậy hả Quyên? Em thì rất là cố gắng bình tĩnh, tại vì em kiểu nghĩ là mình cảm giác được con mình sẽ bình thường không sao hết. Thì em là một cái phần riêng luôn chứ không có phải nằm cái phần trời xanh. Là bác sĩ với y tá là cứ 15 phút là phải theo dõi tim thai một lần. Khoảng 6-7 giờ sáng thì bác sĩ vào kiểm tra thì lại nói là không ổn rồi, là phải mổ cấp cứu luôn. Cái quá trình mổ nó có bình thường không? Dạ, em cũng kiểu em cũng quá mệt, em cứ mơ mơ màng màng á chị. Thì lúc em bé ra, thường ra thì em bé người ta sẽ khóc để báo hiệu cái sự ra đời. Nhưng mà con em thì im re. Không khóc. Nhưng mà không phải là bị tím tái hay cái gì hết, chỉ là bà không khóc thôi. Trước đó thì bác sĩ có hỏi nếu mà em bé ra đời mà vẫn sống á, dự định của em như thế nào? Thì em mới nói chuyển liền qua nhi đồng với em. Thì ngay lúc đó em chỉ được nhìn con có 5 giây thôi. Bác sĩ phải chích thuốc trợ tim với lại cho thở máy. Xong rồi chồng em đi chung với bé qua nhi đồng 1. Qua tới đó thì bác sĩ bên đó mới tháo cái máy thở ra, tập cho bé thở bình thường. Nhưng mà may sao là chỉ khoảng 5 phút là bé thở rất là bình thường rồi.
Rồi bác sĩ mới đưa lên cái phòng cấp cứu bên khoa nhi để bé nằm bên đó. Thì bác em nằm ở bệnh viện thì có mẹ em vào, nhưng mà mẹ em chỉ nghỉ làm được có một ngày thôi, tức là những ngày sau là cũng chỉ hầu như có một mình em. Với lại bạn thân em thì có chạy lên chạy xuống này nọ. Ở bên kia thì chồng em lúc đó là anh cũng không muốn bỏ việc, nên anh phải vừa đi làm rồi vừa chăm con. Hầu như anh không ngủ luôn á chị. Anh đi làm xong anh chạy vô trong đó. Trong rồi ai ở trong đó với em bé? Anh có nhờ mẹ anh vô để thay ca khoảng chừng một tuần. Lúc đó là anh đi lên đi làm. Thì mẹ anh gọi điện cho em nói là: con ơi, con vào bệnh viện để ký giấy mổ, bé nó bị xoắn ruột, phải mổ cấp cứu. Rồi lúc đó là em đã xuất viện chưa? Thì lúc đó em xuất viện rồi, em nằm có 4 ngày. Điều đó có nghĩa là trong suốt một khoảng thời gian mà con chào đời cho đến lúc đó thì con có được uống một miếng sữa mẹ nào không? Dạ không, em chỉ được xem qua hình với lại video ảnh lén anh quay tại phòng cấp cứu, thì cũng không có được quay ghi hình nữa. Thì lúc đó là em mới lật đật em phải chạy lên bệnh viện. Ngay lúc đó là khoảng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm. Vào đó thì lần đầu tiên em mới nghe được tiếng khóc của con. Mà giống như em cảm được á chị, tại vì bé nó nằm ở phía trong em đâu có được vô đâu. Thì em chỉ nghe trong đó thì em mới nói với anh: ê, giọng con mình khóc đó. Cái ảnh á: ừ đúng rồi. Mà cả hai vợ chồng, tại vì bé nó không khóc từ đó tới thời điểm đó luôn, từ trước thời điểm đó bé không khóc, thì đẩy ra là đúng phải đang khóc thiệt. Ừ, có nhiều cái khó lý giải quá đúng không? Dạ. Khoảng 3-4 giờ sáng mới mổ xong, bé nó phải vào cái phòng hồi sức, dây nhợ cắm khắp người hết, nhìn rất là xót. Bà ngoại có qua gặp cháu không? Dạ có. Đúng, bà ngoại rất là thương, tại vì thật ra là nhìn giống bà ngoại lắm. Đó đó, mấy đứa nhỏ nó chơi chiêu kỳ lắm, cứ quan sát thấy là trong thai kỳ mà có một cái vướng mắc gì đó nha. Vướng mắc với thành viên nào là ra một cái là giống y chang, có cái gì đó dính dáng với nhau, thiệt tình luôn á. Coi như là cái vấn đề mổ ruột là thành công rồi. Về cái vấn đề tim của em bé thì sao? Tim thì ra là phát hiện ra thêm nhiều cái tật khác, là ngoài cái phì đại cơ tim là có hẹp động mạch chủ, hẹp động mạch phổi. Toàn bộ các yếu tố về nội tạng của con là nó đều gặp. Sao mà nó tập trung vô một đứa trẻ như thế? Bác sĩ có một cái ngạc nhiên là tại sao trái tim của bé vẫn đập rất là bình thường. Tức là có hẹp động mạch chủ, hẹp động mạch phổi và hở van luôn, nhưng mà nó vẫn hoạt động rất bình thường. Bác sĩ nói mình cứ chờ đi, tại vì có một vài thứ nó sẽ lành theo thời gian. Nó sẽ tự điều chỉnh, đúng rồi. Mà bé lại lúc đó bị thêm một cái nữa là liệt dây thần kinh số 7. Lúc tôi sinh ra thì bé không bị. Bà nội ẵm bé đi siêu âm ở trong bệnh viện á, thì tức là từ cái phòng nó ra bệnh viện nó xa lắm chị. Đi qua cái hành lang gió mà lại không có che chắn. Dạ. Cho nên bị... giống như bị méo miệng á Lan, giống như mấy người lớn á là sẽ có cái chứng đó là gió giật méo miệng rồi đó. Bao lâu thì mới xuất viện? Tháng. Tụi em còn nghỉ lâu hơn á. Sau một tháng thì xuất viện về nhà. Dạ. Và từ đó cho tới nay thì cái quá trình em chăm con nó có khó khăn nhiều? Thật ra đối với tụi em thì cũng không có khó khăn gì. Kiểu như tụi em tận hưởng cái việc chăm con lắm chị. Nhưng mà có ám ảnh không? Lúc đầu mới về thì mấy cô hội lý có dặn là phải theo dõi, tối ngủ đừng có tắt đèn. Phải theo dõi coi như là bé có bị tím tái, bị chuyển màu hay không là phải nhập viện liền. Nhưng mà về bé rất là bình thường. Cái vấn đề mà ẵm con như thế nào, cho con bú như thế nào, thay tã như thế nào đều là ảnh dạy lại cho em hết. Chứ em đã bị tách khỏi con một thời gian em không biết gì hết. Là ảnh ấp con từ lúc đó luôn, cho nên anh phải dạy lại hết cho em. Vì cách ly hoàn toàn với con vậy đó thì mình có khôi phục lại được sữa mẹ để rồi cái quá trình chăm sau này là mình cũng được đỡ đần tí không? Dạ không. Nghĩa là tắt sữa mẹ luôn. Tắt sữa mẹ luôn. Mình không có sữa như vậy á. Dạ. Thì là mình phải nuôi con bằng sữa công thức. Và em dạ. Bé nó có tiếp nhận sữa công thức tốt không? Dạ tốt chị. Bé rất là dễ ăn. Kiểu như là tới giờ ăn mà không được ăn là quấy liền. Ơi ông trộm, không thể nào đóng hết cửa của chúng ta lại được. Là coi như mọi cái khó khăn mình đã trải qua và đã vượt qua được rồi. Tình hình sức khỏe của em bé và cả mẹ bây giờ như thế nào? Em bé bây giờ nói chung là rất là khỏe và có những cái sự phát triển về thể chất tốt. Ví dụ như 5 tháng là bé đã có thể ngồi chống tay rồi. Giỏi quá. 3 tháng mấy là lật được. Có nghĩa là con qua được cái đốt gọi là rất là kỳ diệu. Dạ. Mà cũng cực kỳ cam go. Và bây giờ thì con bắt đầu đuổi theo chúng bạn để dạ, làm một đứa rồi. Trẻ bình thường thực sự. Em có phải đi khám con định kỳ không? Dạ có, mỗi tháng em đều phải đi. Đó là cái kết quả của mỗi lần đi khám là nó đều cho mình một cái niềm tin là con mình dạ. đang khắc phục dần dần trước dần dần. Đó là cần có bị giãn sừng não nữa chị.
Trời em ơi, bây giờ em kể một lần luôn được không Quyên? Em quên. Nhưng mà cái đó thì nó chỉ là nhẹ thôi. Và sau hai lần tái khám thì nó bình thường luôn chị. Nó tự lành, tự... Nói thiệt luôn, giờ cho 5 giây ngồi suy nghĩ còn gì nói lần thiệt tụi này không chịu được đầu tiên. Chắc hết rồi đó chị. Chứ bao nhiêu đó vào trong một đứa trẻ nào đó quá nhiều rồi. Có bao giờ cái cơn trầm cảm trong quá trình thai nghén sinh con của em nó lên đến đỉnh điểm chưa? Thật ra là trong một tuần đầu là em có trầm cảm, lúc đó buồn, khóc rất là nhiều. Mà em là người rất ít khóc luôn hả? Về vấn đề gia đình và một cái vài vấn đề riêng tư trong chuyện tình cảm hồi trước của em á, thì nó có nhiều sóng gió đó. Cái chứng trầm cảm đó với em giống như là nó đồng hành luôn. Từ hồi nhỏ xíu, khoảng 4-5 tuổi là em quen với cái việc đó. Vậy đó, bà bị thích nghi luôn á. Bà bị thích nghi với hàng loạt những cái yếu tố ngoại cảnh như vậy. Và bà tiếp nhận nó như một dạng chất liệu cuộc sống bình thường của bà. Kiểu như tôi sống là phải có drama vậy á, tôi sống là phải có biến cố vậy 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 đó. Vậy mới gọi là cuộc sống của tôi á. À, thành ra là dù cho nó ập tới thì em cũng cảm thấy ừ thế nó hơn vậy, kệ nó đi. Dạ, em cũng bình tĩnh phải đón nhận. Em có sợ rằng cái kệ nó đi không phải là giải pháp mà là mình đang dồn nén nó vào đến một mức nào đó nó thành nước tràn ly không Quyên? Dạ không, tại vì trong cái lúc mà em để đó thì em đang suy nghĩ cách để em giải quyết. Wow, cảm ơn bạn ở câu này. Thật sự thì né tránh không phải là vấn đề. Dạ. Cái cách giải quyết ở đây đó là thực sự tôi đi tìm kiếm một cái giải pháp để trả lời rằng là với chuyện này tôi nên làm gì với nó. Dạ đúng rồi. Chị nghĩ rằng đó là tất cả cái được gọi là chìa khóa trong cuộc sống của em đó. Để một cái gia đình mà nó phải thật sự là hạnh phúc, phải vui vẻ, thì tất cả những cái tâm lý, những cái bất ổn của mình và những cái mong muốn của mình dành cho người đàn ông của mình mà mình chưa nói được thì bây giờ mình phải nói. Cơ hội đó, em chỉ có 5 giây để tỏa sáng thôi đó. Dạ, thì em chỉ mong anh là bớt ngủ lại với lại bớt sàng. Gì đơn giản vậy? Dạ, ví dụ như báo thức, em hay để báo thức giờ cho con bú, giờ ngủ, giờ này nọ. Thì báo thức báo anh tắt máy xong anh gọi anh chơi tiếp. Xong em nói anh đi pha sữa cho con đi. Ờ biết rồi. Xong rồi anh con nó đói kìa, pha sữa cho con. Biết rồi. Bớt sàng lại rồi, hiểu rồi đó. Bớt sàng lại. Dạ. Cuối cùng thì chị muốn hỏi em là sau một hành trình đến thời điểm này, thì cái việc mà em đón đứa con đến trong cuộc đời mình với cái quyết định gắn bó mình với người đàn ông đó, thì em thấy lời với lỗ thì chắc chắn là đều có. Dạ. Nhưng mà em thấy cái nào cũng nhiều hơn. Em thấy là lời nhiều hơn chứ. Thật lòng nha. Dạ thật lòng. Tại vì em biết là ở Việt Nam ít có một người đàn ông nào chịu mà sắn tay lên phụ vợ. Nhưng mà chồng em thì làm được. Ừ. Ảnh quét nhà, lau nhà. Nhiều lúc em mệt quá, em bị sinh mổ, em đau lưng á, thì ảnh có thể nấu cơm em luôn. Ừ. Thật ra thì những gì mà em chia sẻ, những cái mong muốn của em đối với chồng em đó chỉ có hai cái rất là nhỏ thôi. Dạ. Nhưng mà chị biết là em còn có rất là nhiều mong muốn nữa. Nhưng mà thôi thì cái cuộc sống á, nó có nhiều cái khó khăn lắm. Và không, con người không có ai hoàn hảo cả. Thì em đã cảm nhận được những cái mặt tốt của ảnh dành cho em, dành cho hai mẹ con rồi. Dạ. Thì chị chỉ hy vọng rằng là trong những cái trận cãi vã của hai vợ chồng, mình cứ nhìn tới cái mặt tốt của nhau mà mình bỏ qua những cái không tốt. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn rất rất nhiều. Em hẹn hò và ekip sản xuất thôi. Thì mình tự tin giới thiệu về bản thân giùm em. À, rồi mời anh ha. Họ tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp ạ. Dạ em tên Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 93, quê em mà hiện nay em làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh anh? Dạ em làm tài xế chị. Ừ, tài xế xe gì anh? Dạ tài xế xe tải chị. Ừ, là mình chạy cho bản thân mình hay là mình chạy cho công ty hay sao anh? Dạ em chạy cho công ty chị. Ừ. Mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 11 của chị. Dạ. Yeah. Rồi là thường là anh sẽ chở gì anh Tài? Dạ em chở muối á chị, muối ăn á chị. Là chở muối là từ Vũng Tàu lên đây hả? Hay là từ đâu? Dạ không, chở ở kho chị, ở kho. À là chở ở kho thôi. Vậy chị? Vậy là chạy vòng vòng trong thành phố này thôi đúng không anh? Dạ dạ. Ừ. Rồi, à, điểm mạnh, điểm yếu, tình trường của anh như thế nào? Anh chủ động chia sẻ với em ha. Dạ em cũng trải qua hai mối tình chị, mà không có thành. Hai mối tình à? Ừ, dạ. Rồi mình chia sẻ đi, hai mối tình đó mình quen bao lâu, lý do vì sao mình chia tay? Dạ quen khoảng mấy tháng, 5-6 tháng vậy chị, rồi không rồi bây giờ là mối tình thứ nhất là quen mấy tháng nè anh? Mối tình thứ nhất thì quen được một năm.
Và mối tình thứ hai là quen khoảng 6 tháng. Mối tình thứ nhất sao chia tay? Dạ, không hợp chị ạ. Lý do vì sao không hợp anh? Mình quen 1 năm rồi. Mình không hợp là không hợp ở điểm nào, mình phải liệt kê ra luôn cho tụi em biết để tụi em còn mai mối cho anh người khác nữa. Tránh cái trường hợp là tụi em lại mai mối cho anh cái người mà anh không thích thì sao? Dạ. Dạ rồi, giống như không hợp tuổi á chị, giống như không hợp tuổi rồi hai bên cũng là đi coi đầy hai gia đình bước tới nói chuyện chưa mà nói là không hợp tuổi. Trời ơi, giờ này còn tôi mới tính nữa. Ai dạ, hơn, chứ... ai nói không hợp tuổi? Dạ tại vì gia đình nổi vậy. Rồi gia đình nói không hợp tuổi xong chia tay bạn gái luôn. Dạ không phải, với phần em với bạn gái cũng giống như là cũng ưa, giống như là bắt đầu quan điểm cũng ưa nữa, cũng không cũng ưa bắt đầu quan điểm cho nên cãi lộn với nhau rồi, cũng hay giận nhau rồi. Rồi đỉnh điểm sao mình chia tay? Tại vì bạn cũng không hợp, thì bạn cũng giống như là bên em cũng không tiến tới cho nên bạn cũng giống như người đó muốn nói chung là mình người ta đây. Muốn là cưới mà mình không cưới chứ gì, đúng không? Dạ dạ. Vậy là do mình đúng không? Rồi dạ. Mối tình thứ hai quen 6 tháng lý do vì sao chia tay vậy anh? Chia tay là cái bạn đó giống như khác cái chút giúp với người khác. Là cấm sừng mình đó hả? Dạ. Trời ơi, một người á thì bảo là không hợp tuổi, người ta muốn cưới thì la chê người ta không hợp tuổi. Còn người mà mình muốn quen thì người ta cấm sừng mình. Kéo que chưa? Rồi giờ sao nè, bây giờ ai đăng ký cho anh tham gia chương trình á? Dạ chị em. Mà mình có thực sự là mình muốn tìm bạn gái chưa? Dạ có chứ, dạ có chứ chị. Rồi sao mà chị đăng ký tham gia chương trình cho mình đây? Kể nghe. Dạ chị, tại chị em thấy em cũng lớn tuổi với em tìm không được đó chị, cái chị em. Rồi công việc của mình như vậy rồi mình đi sớm về khuya hay sao mà tìm người yêu không được đấy anh? Dạ tại môi trường em làm việc cũng ít có nữ lắm chị. Mà việc đó cũng có khi cũng về trễ, có khi cũng về trễ, có khi cũng về sớm. Nói chung là mình cũng có thời gian dành cho bạn gái hả? Hay là sao? Dạ có. Có đúng không? Đó mới tìm hiểu được chứ. Rồi anh độc thân bao lâu rồi anh Tài? Dạ khoảng cũng lâu rồi, 6-7 năm vậy chị. Cái gì độc thân 6-7 năm? Lý do sao không quen ai? Bị cấm sừng cái sợ rồi hả? Dạ không có vậy, tại môi trường làm việc á không có bạn nhiều bạn nữ chị. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Hồi nãy anh chưa nói nè. Điểm mạnh của em. Điểm mạnh điểm yếu tật xấu mình là gì? Điểm mạnh của em là thích chơi thể thao chị. Chơi được môn gì anh? Dạ đá bóng chị. Rồi còn gì nữa không? Ca hát nấu ăn gì được không? Cái đó được nhưng mà dở lắm chị, ca dở đó chứ nấu ăn cũng dở. Dạ, điểm yếu ha. Ngoài điểm yếu đó mình có tật xấu gì nữa không? Dạ không có chị. Nhậu nhẹt gì đồ chắc nhiều nè, thấy tài xế nè. Dạ em ít nhậu lắm chị, em uống ít lắm. Uống ít là đô nhiêu lon, 5-6 lon không? Em uống cỡ 3 lon, em nghỉ rồi. Rồi hút thuốc gì không? Dạ không có hút thuốc. Rồi có tứ đổ tường gì không nè? Dạ không có luôn. Không luôn hả? Rồi cũng hay đó. Thấy dân tài xế là thấy gì cũng biết. Thấy gì không? Em đâu có, em ít chơi lắm, em không chơi. Rồi bây giờ anh muốn mẫu người như thế nào nè để phù hợp với anh nè,
Em kiếm người phù hợp là về ngoại hình, về tuổi tác, về tính tình, về công việc, về quê quán. Giống như là em kiếm người con gái là cao khoảng 1m58 trở lên nha chị. Anh cao mét mấy? Dạ em cao 1m68. Người ta cao 1m55 cũng được. Người ta mang cái đôi gú con cái hả, một tấc con cái ông là ngang ông rồi đó, đúng không? Gương mặt thì giống như dễ nhìn xíu, không cần đẹp không nhưng mà dễ nhìn xíu. Dễ nhìn là sao, cỡ ai, có hình mẫu nào nhất định không? Thì ở đây em không có, em không biết tả giống ai, nhưng mà giống như sáng sáng chút quá chị. Sáng sáng là sao? Mình diễn tả xíu nè. Ví dụ như mắt, mũi, miệng hay là tóc tai thì sao nè. Chứ nói chung chung đâu biết đâu. Khi sáng với tôi là không sáng với ông nữa, đâu bắt đền nữa. Rồi quê đó là giống như ở miền Tây nha chị, giống như ở Bến Tre hay là An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh gì cũng được chị, chứ đừng có miền Trung nha chị. Ừ. Tại xa quá, miền Trung xa quá. Ừ. Ủa mình được. Là nhà ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay là mình nhà ở dưới quê? Nhà ở Hồ Chí Minh mà nhà của chị ruột em, còn em thì ở dưới quê nhưng mà em sống ở chợ với chị em, sống ở Hồ Chí Minh ở với chị em. Ừ, nhưng mà quê là ở đâu vậy? Dạ quê em Vĩnh Long. À, là ba mẹ đang sống ở dưới hả? Dạ dạ, ba mẹ đang sống dưới quê. Ừ. Rồi công việc của bạn em tìm á là như công nhân cũng được mà nhân viên văn phòng cũng được chị, giống như. Ừ. Rồi độ tuổi nè. Độ tuổi dạ bằng em hoặc lớn hơn 1-2 tuổi cũng được nha chị. Ừ. Rồi 3-4 tuổi được không? 3-4 tuổi hả? Dạ dạ được. Ờ, nhưng mà ví dụ như người ta ta mẹ đơn thân được không? Dạ không, chứ tại nhà mình có mình em trai là chị ơi. Ừ, thì ủa thì ta mẹ đơn thân thì có sao đâu, mình em là con trai thì sao, về ta cũng đẻ cho mình mà. Dạ thôi. Ừ. Rồi mình còn yêu cầu gì nữa không anh Tài ơi? Với bạn gái giống như người tròn tròn chút mà chị, đừng có ốm quá anh chị, đừng có... Rồi ok, thì chương trình đã ghi nhận hết những cái thông tin của anh Tài ở đây rồi ha. Thì ở đây chỉ là cái vòng phỏng vấn sơ lược đầu tiên thôi. Nếu như mà được lọt vào vòng 2 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc là có người phù hợp thì bên chương trình sẽ gọi điện lại cho mình để để mình đến phim trường để mình ghi hình ha. Rồi trong bên cạnh đó thì cũng sẽ có biên tập để gọi lại nói chuyện cụ thể nhiều hơn với mình ha. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn anh Tài. À, cảm ơn chị. Dạ, buổi phỏng vấn kết thúc rồi, anh có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. À. Em cảm ơn ạ. À. Rồi, out rồi. Mình Nguyễn Bách Hoàng. À, quê quán khai sinh ở Lạng Sơn. Ừ, anh Hoàng là hiện tại là ở đâu? Ở Sài Gòn, quận Tân Bình. Ừ. Sinh năm mấy anh? Nữa. Sinh năm 1984. Dạ. Rồi nghề nghiệp ạ? À? Nghề nghiệp mà kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do cụ thể là gì anh? Mình làm vòng đá phong thủy. À. Rồi có mua bán nhà đất. Ừ. Đại loại vậy. Ừ. Rồi mình đã trải qua hôn nhân nào chưa anh? Mình đã từng có gia đình. Ly dị được 8 năm. Ừ. Lý do vì sao anh ly hôn rồi, có cháu nào không anh? Mình có 2 cháu đang ở với mẹ. Ừ. Là hai anh chị là sống với nhau bao nhiêu lâu và đỉnh điểm thì sao mình tiến đến cái việc ly hôn ạ?
Thì sau một thời gian thì không hòa hợp nữa. Là ở với nhau bao lâu anh? Ở với nhau được 8 năm đấy. Ở với nhau 18 năm hả? 8 năm. Ở với nhau 8 năm. Lý do đỉnh điểm vì sao anh chị ly hôn ạ? Thì hai người cảm thấy không hòa hợp nữa thì tại vì cái câu chuyện nào anh chị nào cũng sẽ là không hòa hợp với nhau, nhưng mà mình cụ thể câu chuyện nó như thế nào anh? Nói chung là do tính cách hai bên không có dung hòa được với nhau sống một thời gian, chứ nó không có phải là do ai ngoại tình hay là ai làm cái gì sai trái. Nhưng mà đỉnh điểm nó là cái gì? Ví dụ như không dung hòa là vì cái gì? Vì ví dụ như tính là vợ, tính anh nóng quá hay tính vợ cộng cằn hay như thế nào đó. Mình cụ thể một xíu để em còn biết được là tính tình của anh ra làm sao, hoặc là lý do vì sao anh. Để tụi em còn ở đây không phải là để mong móc ra cái gì, mình phải cụ thể xíu để tụi em còn nhìn vô và biết là anh ly hôn về cái việc đó, nên ví dụ như có giới thiệu cho anh một cái người khác thì cũng phải tránh cái việc đó anh ha. Dạ. Nói chung là ở người phụ nữ của mình không bằng lòng ở cái chỗ là hôn. Thứ nhất là hôn, thứ hai nữa là do tác động của phía bên gia đình vợ. Nó có là nhiều hôn điều với không anh hay. Hay là hôn với ba mẹ hay sao? Hôn với anh với mọi người nữa. Thì nói chung là người vợ cũ thì là dân buôn bán ở chợ. Thì đâm ra là có những cái thì mình tưởng là hòa hợp được, thay đổi được, nhưng mà rốt cuộc không thay đổi được thì vẫn quyết định là ly hôn. Rồi hai đứa con anh là trai gái bao nhiêu tuổi rồi? Một gái một trai. Đứa đầu thì năm nay vào lớp 10, đứa nhỏ thì năm nay vào lớp 6. Rồi là anh mỗi tháng anh tu cấp hả? Trên thực tế thì anh tuyên bố anh không chu cấp, nhưng mà anh con cái xin tiền bảo bố ơi có tiền học thì đóng học thì anh vẫn đóng, bố ơi con muốn mua cái này mua cái kia thì anh vẫn cho. Còn nếu mà bảo là chu cấp thì anh không chu cấp. Anh nói là nếu mà dành được thì nuôi được, anh tuyên bố là không chu cấp. Là bên còn vợ dành nuôi con hả? Đúng rồi. Còn nếu như mà không nuôi được thì đưa anh nuôi, nhưng mà trên thực tế thì anh vẫn đưa tiền đều đều. Tức là thực ra là tâm lý tình cảm của một người bố mà giờ con mình đẻ ra nó xin mình không phải là mình không có điều kiện, mình cũng có thu nhập, mình không cho con mình thì cũng đâu có được con mình mà, chứ đâu phải là đúng con rồi. Ai khác đâu. Dạ đúng rồi, mình vẫn cho đều đều mà, vẫn gọi điện hỏi thăm rồi tâm sự con cái, rồi nói chung là mọi cái của người bố mỗi cái là mình không ngờ được phải gắn thôi. Còn đây là cái việc mà người ta ghi vào trong cái quyết định ly hôn là anh phải chu cấp tiền cho con, mà mình không làm được thì mình còn cảm giác mình áy náy hơn. Cái việc ở đây mình thậm chí cái tiền mình cho con hàng tháng đôi khi nó còn nhiều hơn cả tiền nếu mà theo quy định nó là chu cấp cho con, đúng không? Đúng rồi. Tiền chu cấp đôi khi có 3 triệu một tháng cho một đứa, nhưng mà nhiều khi con xin cái điện thoại cái đã mất 10-20 triệu rồi, đúng không? Đúng rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh Hoàng là cái gì? Mình thì nói chung là nếu mà về tình cảm thì mình tính mình thì mình không thích lăng nhăng cả về từ xưa đến giờ, mà đi chia tay vợ rồi nhưng mà mối quan hệ mà kiểu là chơi bời qua đường ấy, thì mình hoàn toàn không thích. Mình không mà nói chung là chung thủy. Nếu mà trong tình cảm thì mình nghiêm túc trong tình cảm. Rồi điểm yếu của anh? Điểm yếu của mình ấy, mình tật cũng xấu của mình. Tật xấu của mình ấy hả? Đậu nhẹ hút thuốc gì không? Có hút thuốc. Hút ít. Dạ. Không nhậu nhẹt. Không nhậu nhẹt. Không nhậu nhẹt, không cờ bạc. Tương lai mẫu người của anh mong muốn là như thế nào? Anh thì muốn người phụ nữ đầu tiên cái là phải là cái tính nết được,
Tính nết là phải lên hàng đầu. Chung thủy rồi ha. Thì đúng rồi. Vui vẻ rồi ha, không hổn đúng không? Đúng rồi. Rồi về ngoại hình sao nè? Ngoại hình cũng ưa nhìn tí là được chứ anh cũng không đòi, dám đòi hỏi nhiều. Ưa nhìn của anh cỡ ai? Mẫu hình nào không? Cỡ ai thì anh đâu ra. Cái cỡ bây giờ mình mong muốn mà. Nói chung là anh muốn người không gầy ốm yếu quá. Không gầy, rồi ví dụ như ta ly hôn đang nuôi con vẫn ok đúng không? Vẫn được, không sao. Dạ. Rồi ủa là anh ở Tân Bình là anh có nhà cửa rồi luôn á hả anh Hoàng? Hiện tại thì mình không có nhà ở Tân Bình, mình có nhà ở Đắk Lắk thôi. Rồi ok anh. Thì ở đây rồi em cũng đã ghi lại những cái thông tin hết tất cả của anh rồi nha. Thì nếu như mà có người phù hợp thì chương trình sẽ gọi lại cho anh để anh đến phim trường ghi hình ha. Dạ, còn nếu như mà được vô vòng trong thì còn biên tập sẽ gọi lại nói chuyện thêm với anh mà. Dạ. Dạ, ok. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Chào rồi, anh ạ. Dạ.